tối hơn này, được chưa? Tối này, nổi khối gần này này, tối hơn này, sâu hơn này, hết màu đúng không? Tối hơn này, đấy, tối hơn nữa cũng được. Sáng đúng không? Sáng thì gợi sáng này, gợi nhẹ này, lên màu một chút đi cho con này nó nhiều màu sắc, gợi nhẹ hơn, bút nhỏ hơn này, rồi gợi mạnh thêm một chút nữa này. Thậm chí con này anh muốn nó rất là bóng bẩy thì anh để cho nó chấm trắng đúng không? Chấm trắng này, được chưa? Rồi anh có một chút mắt nó ở đây này. Đấy, anh sẽ lấy bút 15 này và tự bị. Đấy, anh có cái mắt nó ở đây. Đấy, anh có cái mắt nó về biên dẹt ở đây. Được chưa? Rồi hai phần này anh tách ra rồi đúng không? Rồi, anh có thể tạo thêm một chút hiệu ứng là anh cho nó trắng hơn và cho anh ở phía dưới đuôi mắt này. Đấy, đuôi mắt này trắng hơn. Rồi anh phải vẽ mắt một màu đen. Đấy. Thêm một cái chấm trắng vào cho nó nghệ chấm mắt trắng luôn thì nó rất là bóng đấy. Thế thêm một cái chấm trắng nhẹ ở dưới này nữa cũng được nhưng thật ra không cần. Thế tùy cách mọi người nó bóng đến mức độ nào thôi. Rồi nó cái mắt này sẽ nó lồi ra đúng không, thì nó sẽ có bóng đổ xuống phía dưới đúng không. Đây, kéo xuống này, hút màu phần tối của đất đúng không, cho nó tối hơn này, đổ màu vào này, kéo xuống này, đấy bóng của mắt thì nó sẽ có cảm. Khi có bóng thì nó, ví dụ như này thì không biết là cái mắt nó sẽ như nào, nhưng khi có bóng thì cái mắt nó sẽ cảm giác nó dính liền với thân, thì cái này là mắt lồi đúng không. Kéo lên đây như này thì có thể đây là mắt lõm đấy, mình cứ để đây mắt lồi đã. Đấy, đoạn này dễ rồi đúng không. Đấy, sau đấy mình có thể thêm texture cho nó, ví dụ như kiểu là đây, ở đây lấy cái khoảng này nó khá là rộng nên thêm một chút texture kiểu như này. Đó, ôm này, thêm một chút ở đây cũng được. Đấy, cái này cho nó tối hơn. Đấy, thậm chí là thêm một chút texture, ví dụ như có một bạn bạn vẽ cái con cái pick màu cái con Pokemon cây mà nó màu đỏ xanh ấy ngược lại này. Đấy, cái này thì anh để sáng hơn. Chưa? Đấy, sau đấy là anh có thể thêm sừng cho nó, sừng này, diện dao này. Đấy, diện dao này về biên dẹt này, chưa cao khoảng tầm này, kéo xuống rồi vẽ nốt phần bù bên này. Rồi chắc chắn con này màu chính của anh là màu này rồi thì anh sẽ vẽ một cái mất màu, một cái sừng mất màu ở bên này. Rồi, sừng đây đến đây nhanh, anh sẽ thấy nó hơi bị cao của anh, cho nó thấp thôi. Anh thích cái sừng nó ngắn ngắn thôi, trông nó dễ thương ấy. Cái tỷ lệ của nó lắm. Bên này thế, bên này là sừng này. Sừng này nó sẽ hơi thẳng một chút. Rồi sừng nó mất màu để nâu mất màu và không để đen quá, sáng hơn. Xuống tím hơn một tí. Đổ màu vào. Đấy. Rồi. Bởi vì cái này cùng một hướng đúng không? Thật ra cái hướng này nó liên quan đến bài sau nhiều hơn. Thì ở đây anh sẽ cho cái phần tối của nó như thế này. Đấy. Hoặc là mọi người có thể là mình áp dụng nó hơi máy móc một tí của bài này cũng được. Đây, nó sẽ tối gần này. Coi như đây là cục trứng đi, nên nó sẽ tối gần này, tối hơn nữa, lệnh thế, tối gần này, đấy. Xong ở đây thì có thể là thêm một chút bóng, không cần phải bóng dài như đâu, dài thì nó sẽ hơi bị xấu, mình có thể cảm giác như ánh sáng vẫn lọt vào đây được ấy, thì bóng nó chỉ ngắn ngắn như thôi. Lại hút màu của đất, lấy cái nguyên cái cục này cũng được, cho nó tối hơn, có thể là không muốn ánh sáng trực tiếp thì cho nó blur đi một tí. Đấy, dễ đúng không? Rồi đến đến đây là đến phần sáng đúng không? Phần sáng này. Ở đây là nó là khối trụ. Khối trụ thì bọn em chưa học nên là anh sẽ cứ vẽ thôi. Đấy, phần sáng này. Phần sáng này. Sáng thì anh muốn nó kiểu sừng sừng thì nó sáng hơn một tí tẹo thôi, nó không cần sáng nhiều quá. Đấy, nhìn xa nó sẽ kiểu như này. Đấy, sau đấy mình có thể tạo thêm một chút rãnh cho nó. Nứt nứt. Rãnh cho nó. Đúng. Cái đoạn này là anh vẽ kiểu vẽ nhanh nhé. Còn nếu mọi người muốn kỹ thì mọi người vẫn nên sketch với cả block kỹ ra. Đấy. Sừng nó nứt kiểu như này. Thì khi mà nó nứt kiểu như này thì nó có ánh sáng ngược lại. Nó có ánh sáng ngược lại. Đấy, chỗ này sẽ ôm một chút nữa cho chỗ này nhọn đi để nó ôm. Cảm giác là nó sẽ chuyển dần đấy. Có cái độ chuyển đấy. Nó từ sáng ra sáng. Đấy. Kiểu như thế.
Ồ, anh nhấn nhầm vào cái số 0. Đấy. Một vài trường hợp mình thích nó bóng bẩy hơn một chút thì cho nó tăng sáng lên và vẽ diện tích nhỏ hơn. Dễ chưa? Rồi, có thể thêm một chút kiểu là rõ khối hơn đúng không? Đây texture đã ra khối rồi, tạo hình thì rõ khối hơn. Thêm một chút tóc xanh lá cây ôm tít đằng sau. À, màu chính của anh là màu ở đây đúng không? Anh sẽ muốn là màu nó ít hơn màu chính và tận đến màu xanh. Đổ màu vào. Đấy, cho này lên trên cao. Được chưa? Rồi cái màu xanh này nó sẽ có độ dày tầm này. Tại vì anh muốn cái tóc mà nó sẽ mỏng mỏng thôi. Đây, dày tầm này. Khóa lại đồ màu. Rồi thậm chí là nó sẽ là nhầm chữ Casio đi rồi. Đấy, tối hơn, xuống màu, tối hơn nữa. Đấy, thì cái tóc của anh nó sẽ mỏng mỏng kiểu như này. Đấy. Không thì mình để nó nhạt nhạt như thôi, thì cái này là tùy cái cách mình mà mình muốn xử lý nó như thế nào. Đấy, thêm tóc cũng được, thêm mũ cũng được, vẽ thêm gì vào cũng được. Như này thôi là khá là đẹp rồi. Đấy, vẽ thêm cho anh khoảng 3 con này. Nghe có lú không? Đấy, thậm chí ở đây là thêm bút bút 40 đi, bút màu cam này nhá. Cho nó sáng hơn một tí nhưng mà phải xuống màu. Quệt lên trên cái phần này. Đấy, quệt lên trên phần này. Blur đi, blur phần phần biên của nó đi. Đấy. Thậm chí là thêm một phần nó sáng rõ hơn ở đây. Hay hay gọi là sáng hơn. Blur đi.